Lời đầu tiên, doanh nghiệp tư nhân Thanh Hiếu xin gửi lời chào và lời cảm ơn chân thành đến quý khách hàng, quý bà con đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong canh tác nông nghiệp, phân bón giữ vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng nông sản. Không ai phủ nhận kết quả mà phân bón hóa học đã đem lại trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, việc lạm dụng nó đã làm đất đai suy kiệt, hệ sinh thái đất bị xáo trộn, các vi sinh vật đất không phát triển và không hoạt động được. Trước thực tế đó, doanh nghiệp tư nhân Thanh Hiếu ra đời cung cấp các sản phẩm phân bón từ tro trấu và phân bò, gà, cút giúp bà con phát triển trồng trọt theo hướng an toàn, bền vững. Tro trấu cung cấp chất dinh dưỡng cho cây bởi tro trấu chứa khí nitơ dạng hợp chất cũng như những chất khác, kali, phốt pho, canxi. Ngoài ra còn có tác dụng làm tơi xốp đất, kích thích những sinh trùng có lợi trong trồng trọt như giun, nhờ đó đất sẽ tươi xốp hơn. Phân bò, gà, cút do chúng tôi cung cấp đã được phơi khô để giảm trọng lượng và phí vận chuyển, có thể sử dụng ngay để bón trực tiếp, trộn đất, hỗ trợ bộ rễ phát triển tốt, đẻ nhánh, thân cành to, sai hoa, giúp cải tạo đất tốt với hệ vi sinh vật, thân thiện với môi trường và phân hủy thành đất sau một thời gian nhất định. Chúng tôi giao hàng tận nơi với số lượng lớn trên khắp cả nước. Với đội ngũ nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn của nông dân, tiếp tục nghiên cứu ra nhiều sản phẩm chuyên dùng cho cây trồng để cùng nông dân làm giàu và công ty phát triển. Với phương châm mang lại lợi ích cho nông dân, xây dựng sản phẩm chất lượng, doanh nghiệp tư nhân Thanh Hiếu hy vọng sẽ là người bạn tri kỷ đồng hành cùng bà con nông dân trên con đường phát triển. Mọi nhu cầu về sản phẩm do chúng tôi cung cấp, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0933 062 182, 0395 202 868, địa chỉ Long Khánh, Đồng Nai. Trân trọng cảm ơn.